rõ ràng quốc học làm chủ hoàn toàn thế trận. Hết pin. Không theo được rồi. Ở đây 2 ngày bám sân từ sáng đến đêm để gửi những trận đấu hay đến mọi người. Độc cầu tốt từ quốc học, điểm 2-1 cho quốc học rất lớn. Đơn nữ Nguyệt của doanh nghiệp Phi Long, hàng doanh nghiệp Như Nga. Rồi xét đấu thứ nhất, Minh Phú Sport gặp quốc học. Điểm đang là 2-1 cho quốc học. Sân số 4 Lam của thành phố. Điểm 2 đều. Và đội viên Nguyệt của Huy Long thắng cuộc. Em chào chị Đỗ Thành Toàn, xin chào Xuân Huy. Đập cầu chéo sân rất hiểm hóc và bất ngờ của quốc học. Vâng, đập cầu rất gắt từ quốc học. Anh nói thế thua là chuyện bình thường mà. Toàn những tay vợt, hài nhịp rất hay được quốc học. Vâng, trong tình huống như thế mà vẫn chi shot. Điểm 6-2 cho quốc học. Chim, mọi người thấy ung tắc thì xin đừng gọi lại. Quốc học rất bền bỉ mọi người ạ. Và đầu tiên là học của Vũ Hình. Trong sân. Điểm 7-2 cho quốc học rồi. Đập cầu rất tốt thì quốc học lại. Rồi bay người không kịp rồi, pha đập cầu rất bất ngờ của anh Minh Phú. Ít nhất có cái rẻ cho vận động viên người ta tự lau cũng được. Đập cầu tốt. Đẹp cầu rất hay được quốc học. Cầu ngoài sân. Điểm 13. Cầu không qua lưới. Một pha cầu rất đáng tiếc. Rất tự tin với những pha kéo lưới của mình. Quốc học chém cầu lôi. 5-10. Rồi, một pha đập cầu rất siết và xoáy của quốc học. Quốc học giao cầu. Kéo lưới rất tự tin. Rất nhẹ nhàng. Phong cách đánh của quốc học có những điểm khá giống với Momota. Chém cầu lưỡi từ Minh Phú. 12 năm cho quốc học. Thịnh là từ Bình Sơn của Phú Yên. Gặp Huy Huy và trung tâm thể dục thể thao. Điểm cầu hai nhịp rất khó chịu được quốc học. Chém cầu lưỡi. Có thể được xếp hạt giống trong giải đấu này. Cầu tốt. Về cầu rất tốt từ Minh Phú nhưng quốc học vẫn với cầu được. Hai tay vợt với lối đánh rất thong thả và bình tĩnh. Cứ đánh thoải mái tay lên. Vẫn còn. Kê cầu không qua lưới của quốc học. Ăn rồi. Vẫn chưa thể ăn. Anh Minh Phú cũng rất dai. Phải nói anh Minh Phú người rất dài đúng như là sen sen vậy. Hai nhịp lôi. Lại tiếp tục một pha cầu lôi của Minh Phú. Điệp. Đập cầu dã man. Pha đập cầu này hình hiến khiến. Chém cầu rất hay.
Rồi về cầu hỏng rồi. Theo dõi Facebook của em ở chế độ xem trước đi chị Thu nhỉ. Chém cầu rất tốt. Đẩy hai nhịp, vâng. Rất đẳng cấp, anh Minh Phú bị lừa rồi. Kéo lưới rất ngẫu hứng. Vâng, vẫn trả lại bằng một pha kéo lưới. Lại kê cầu. Hai vật vận nguyên đánh lưới. Rất khỏe. Rất bền. Xoa kìa. Dã man. Rất tốt cho pha dứt điểm vừa rồi. Điểm rút ngắn 9-19 cho anh Minh Phú. Xếp 3 để trôi điểm thế thua là phải chịu rồi, không thể gỡ được. Kê cầu không qua lưới. Điểm số 29 cho Quốc Học. Vào đánh với Quốc Học lại còn càng thế hay và khó chịu hơn. Kết thúc xếp đấu thứ nhất 21-9 cho Quốc Học, một cách biệt quá lớn. Thứ nhất thì chiến thắng dành cho Quốc Học và đây là điểm số đầu tiên trong xếp đấu thứ hai dành cho Nguyễn Học ở Quốc Học. Điểm 1-0. Vẫn cứu được. Rất tỉnh táo, cầu ngoài sao nét hơn. Chém cầu rất khó chịu của Quốc Học. Tuy chân anh... Vâng, chém cầu. Thấy chưa mọi người xem cua rồi. Tiền đang ký mạng còn hơn tiền nhà nghỉ luôn. Điểm đang là 3-0 cho Quốc Học. Lại một pha cứu cầu. Rồi. Pha cứu cầu đẳng cấp mang thương hiệu Quốc Học. Phát cầu ngoài sân, điểm số đầu tiên cho Minh Phú Sport 1-4. Minh Phú thì đang thi đấu theo lối thi đấu rất từ từ. Vẫn cứu được, rất nỗ lực. Không nghĩ rằng sau trận đấu này có thể anh Minh Phú sẽ phải có những lời khen ở điểm 2-5. Cầu ngoài sân, điểm 6-2 cho Quốc Học. Dã man chưa. Điểm 7-2 cho Quốc Học trong xếp đấu thứ hai. Cầu ngoài sân, lại một tình huống đánh cầu ngoài của anh Minh Phú. Tuyển cầu lông Nhật Bản đang đối đầu nhau. Mọi người có thấy Quốc Học di chuyển rất nhẹ nhàng và động tác kỹ thuật cũng rất nhẹ nhàng không ạ? Dướn rất tốt. Vâng. Bao trọn sân luôn. Nhưng phải nói là Quốc Học vẫn trên cơ thật. Vâng, lại là một pha chém cầu không thể với của Quốc Học. Một là phải có thể lực, vẫn còn, cảm giác quá tốt. Đến mức lật lưới cũng không thể ăn được. Hùng không nghĩ rằng Quốc Học lại có thể giành chiến thắng cách biệt như thế trước anh Minh Phú đâu. Bởi vì anh Minh Phú cũng không phải là một vận động viên bình thường. Cầu cao rồi. Anh Phú đã không để Quốc Học có cơ hội. Chém cầu quá khó chịu. Chém kìa. Ôi, anh Phú toàn đứng nhìn quả đấy thôi. Xứng tầm nên vẫn còn ở lại giải đấu này. Là một pha bay người của Quốc Học. Cầu ngoài sân cũng có hạn nên là em phải cố gắng để dành cho những trận đấu hay nhất. Nếu mà không quay được thì rất là mong anh thông cảm nha. Đập như thế vẫn thủ được. Cầu trong sân. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ 3, 7-13. Cầu ngoài sân. Phản cầu rất tốt từ Quốc Học. Đi cầu cao lỗi từ Quốc Học rồi. Cơ bản toàn người ở tỉnh khác, ở nơi khác đến đánh. Thủ cầu rất chắc chắn của Quốc Học. Rất hay. Đập cầu rất mạnh từ Quốc Học. Quốc Học đang ở tầm trình độ nào? Đánh với Huy Con, một vận động viên đã từng có mặt trong bảng xếp hạng cầu lông Việt Nam trong top 10.
Rõ ràng Quốc Học làm chủ hoàn toàn thế trận. Hết pin. Không theo được rồi. Chém cầu ngoài sân. Số 21-9. Trận đấu thứ hai cũng đang dẫn trước 18-9. Vâng, trong tình huống như thế mà vẫn có thể kéo lưới. May Sport Hục Khờ Hùng không đánh. Không thì Quốc Học loại rồi. Đúng rồi, chuẩn em. Anh mà đánh thì Quốc Học xin thua là đúng rồi. Quốc Học chấp Hùng khoảng 15-16 quả. Hùng cũng sợ không ăn được. Ok, Huy Con phải cho gặp Hùng badminton. Ok, vậy là set đấu thứ hai chiến thắng cũng rất thuyết phục cho Quốc Học. Cả hai set đấu chiến thắng 21-9 cho Quốc Học. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Quốc Học nha. Mình là một vận động viên phong trào nha. Hôm nay Học muốn chia sẻ một cái vấn đề mà Học thấy đang có rất nhiều người đang chơi cờ lông gặp phải. Đó là vấn đề ra mồ hôi tay. Các bạn cầm vợt, các bạn bị trơn tay, tuột vợt. Thì thực sự khi mà mình chơi cầu lông mà mình bị ra mồ hôi, mình cầm vợt bị trơn á, mình cảm thấy rất là khó chịu. Nó không thể tự tin đánh cầu hay tự tin xử lý những pha cầu hay được. Mà hôm nay thực sự Học cũng là một người chơi cầu lông khá là lâu rồi. Tay của Học ra là bị ra rất nhiều mồ hôi. Thực sự ra rất nhiều mồ hôi luôn. Cầm vợt nó bị trơn cực kỳ luôn. Học cũng đã sử dụng rất nhiều loại quấn rồi, tất cả các loại quấn rồi, nhưng mà Học cảm thấy nó không hợp, nó không phù hợp với cái bàn tay của mình ra nhiều mồ hôi. Thì hôm nay Học có một tin vui dành cho tất cả mọi người, là Học đã tìm ra một loại quấn nó giúp giải quyết cũng như khắc phục cái tình trạng ra mồ hôi tay và cầm vợt bị trơn cho tất cả mọi người. Đó là chiếc quấn cán vợt chống trơn. Thực sự cái cuốn này nó cầm rất là êm luôn. Nó cầm êm như cuốn Zonex luôn nhá. Thực sự đấy. Sự cái cuốn vợt này nó cầm êm như cuốn Zonex luôn, mà nó có tính năng hút mồ hôi chống trơn cực kỳ tốt luôn. Thực sự luôn. Nó cầm rất là êm. Và nếu như mọi người đang chơi cầu lông mà mọi người đã sử dụng những cái cuốn của mọi người mà mọi người cảm thấy nó chưa hài lòng cũng như chưa thích hợp với cái tay của mình, thì mọi người hãy thử một lần sử dụng chiếc cuốn cán vợt chống trơn này nha. Học tin chắc là nó sẽ giúp cho mọi người giải quyết cái vấn đề ra mồ hôi tay cũng như cầm vợt bị trơn do mọi người. Thực sự luôn. Và nó cái cuốn này nó cái giá thành của nó rất là rẻ luôn, nó giúp tiết kiệm rất là nhiều tiền thay cuốn, chi phí thay cuốn cho mọi người, mà nó rất là êm, cực kỳ êm luôn, nó êm như cuốn Zonex luôn nhá, và nó có tính năng hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Những ai mà tay đang ra mồ hôi cầm vợt bị trơn thì mọi người chắc chắn phải thử một lần chiếc cuốn cán vợt chống trơn này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những lời chia sẻ thật lòng nhất của Học. Mọi người hãy giúp Học chia sẻ để cho tất cả bạn bè của mọi người đang chơi cầu lông, những ai mà đang gặp phải vấn đề mà ra mồ hôi tay như cầm vợt bị trơn á, thực sự mọi người hãy giúp Học chia sẻ để cho bạn bè, những ai mà tay đang cầm vợt mà nó bị trơn tay tuột vợt, thì mọi người có thể biết đến cái loại cuốn vợt cuốn cán chống trơn này để mọi người có thể có một chiếc cuốn sử dụng một cách tốt nhất.